Thế Đức hỏi đâu là đạo diễn giỏi chơi đùa với tâm trí người xem nhất, thì đâu sẽ là cái tên xuất hiện trong đầu bạn? Mình nghĩ rất nhiều bạn sẽ có câu trả lời là Christopher Nolan, ông hoàng của dòng phim hách não với những Inception, Interstellar hay Memento. Tuy nhiên thì hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp một bộ phim cũng ly kỳ với bí ẩn không kém, và đó là The Prestige hay Ảo thuật gia đấu trí. The Prestige là tác phẩm tâm lý, chính kịch ra mắt vào năm 2006, với phần kịch bản được em trai Jonathan của đạo diễn Christopher Nolan truyền thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Christopher Priest. Với sự góp mặt của hàng loạt các tên tuổi hàng đầu như Batman Christian Bale, Wolverine Hugh Jackman, Black Widow Scarlett Johansson, The Prestige đã gặt hái được nhiều giải thưởng lớn và trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của đạo diễn Nolan. Phim theo chân Robert Angier và Alfred Borden trên con đường trở thành hai ảo thuật gia tài năng nhất London ở những năm cuối cùng của thời đại Victoria, tức là những năm 90 của thế kỷ 19. Tuy nhiên, để đạt được mục đích cuối cùng của mình, cả hai đã phải đánh đổi rất nhiều và thậm chí là phải hy sinh chính cái tôi và cuối cùng là bị nhấn chìm bởi sự đố kỵ và thù hận. Màn đấu trí của hai ảo thuật gia khởi đầu với một câu hỏi của Alfred: quý vị có nhìn kỹ không? Như nhắc nhở khán giả rằng, những gì mà họ nhìn thấy sau đó, những gì họ kết luận ở trong đầu, chưa chắc đã là sự thật. Hay như nhân vật John Cutter của Michael Caine đã nói, bạn đang thắc mắc bí mật đằng sau nó, nhưng bạn không thể tìm được lời giải, bởi vì tất nhiên, bạn không thật sự tìm kiếm, bạn không thật sự muốn biết, bạn chỉ muốn bị lừa thôi. Đến đây, cho phép mình hỏi các bạn đã xem The Prestige của Nolan chưa? Nếu có thì các bạn có bị lừa không? Và nếu không muốn bị lừa, thì hãy cùng chúng mình tìm hiểu xem chuyện gì đã thật sự xảy ra trong tiết mục ảo thuật rối não này nhé. Cảnh báo spoiler cho tất cả các bạn chưa xem phim này. Để các bạn dễ theo dõi những điều mà chúng mình chuẩn bị nói hơn, thì Alfred Borden không phải là người có thật, mà đó là danh tính được tạo nên bởi hai anh em ảo thuật gia sinh đôi. Theo tiểu thuyết gốc, họ là Albert và Frederick Borden. Họ quyết định cùng hy sinh một phần của đời sống cá nhân, sống chung cuộc sống của một danh tính duy nhất để đổi lấy những màn ảo thuật và để đổi lấy ánh hào quang sân khấu. Trở về với nội dung chính, bộ phim bắt đầu khi Borden và Robert Angier vẫn đang làm trợ lý cho một nhà biểu diễn khác và có niềm đam mê cháy bỏng, sẵn sàng tận hiến cả cuộc đời cho ảo thuật. Tuy nhiên, trong một đêm nọ, nút thắt lạ không rõ từ tay của Alfred hay Frederick vô tình khiến vợ của Robert không thể thoát ra khỏi bể nước và khiến cô nàng tử vong ngay trên sân khấu. Kể từ đó, cuộc sống của Robert Angier chỉ xoay quanh nỗi ám ảnh về việc trả thù Borden và lên kế hoạch phá buổi biểu diễn của đối thủ. Theo hướng ngược lại, anh em nhà Borden đã bắt đầu lên kế hoạch cho tiết mục người dịch chuyển, và đây cũng là lần đầu tiên khán giả xem phim được thấy hai người họ trực tiếp tương tác với nhau. Ở phân cảnh này, bạn có biết ai là Albert, ai là Frederick không? Nếu không thì để chúng mình bật mí nhé. Người đang cải trang làm Fallon chính là Albert. Đó là lý do khi Sarah nói cô có bầu thì Frederick đã phản ứng một cách cực kỳ tự nhiên. We should have told Fallon. That is great. We're having a baby. Rồi khi anh nói câu I love you very much. Đầy gượng ép thì Sarah đã trả lời Not today. Tuy sống chung một cuộc sống nhưng Albert Borden mới là chồng của Sarah. Bởi vậy, cô đã có thể nhận ra sự thiếu chắc chắn bên trong lời nói của Frederick, vì đơn giản đó không phải là chồng của cô. Một bài học xương máu đấy anh em ạ. Đừng bao giờ nói dối phụ nữ. Họ biết tất cả mọi thứ luôn. Trở lại với Robert Angier, ngay từ lần đầu chứng kiến tiết mục người dịch chuyển, nhân vật của Hugh Jackman đã bị mê hoặc hoàn toàn và cho rằng màn trình diễn hẳn phải cực kỳ cầu kỳ và cực kỳ phức tạp. Càng thù ghét Borden bao nhiêu, Robert càng bị tài năng của gã làm cho mù quáng bấy nhiêu. Anh bỏ ngoài tai ý kiến của nhà thiết kế John Cutter khi ông khẳng định Borden chỉ đơn giản là sử dụng một người đóng thế mà thôi. Mặt khác, dù vẫn khăng khăng Alfred không dùng đến một kẻ thế thân, nhưng Robert cũng cho rằng ý tưởng của Cutter là đáng để thử và cho tìm một người có ngoại hình giống hệt mình để làm thế thân. Sau đó, anh gửi trợ lý của mình là Olivia đến chỗ Borden để tìm hiểu bí ẩn đằng sau tiết mục của đối thủ. Lúc này, một bước ngoặt mà đến Gia Cát Lượng cũng không thể nào lường trước được. Olivia đã yêu Frederick. Để rồi, khi những buổi biểu diễn của Robert đang diễn ra tốt đẹp, thì anh em Borden đã ngấm ngầm phá hoại từ bên trong và biến người dịch chuyển của Robert thành một trò cười trước hàng nghìn khán giả. Ngay sau đó, Olivia trở lại và tiết lộ cho Robert rằng không có bí ẩn nào đằng sau màn trình diễn của Alfred Borden cả, rằng anh ta cũng chỉ dùng người đóng thế. Đồng thời, cô cũng cho anh biết rằng I have fallen in love with him. Tuy nhiên, lúc ấy chính Olivia cũng không hề biết về sự tồn tại của Frederick và cũng nghĩ người mình yêu là Alfred Borden như bao người khác vẫn thấy như vậy. Bên cạnh đó, chi tiết anh em song sinh này đã được báo hiệu từ trước khi cậu em thông minh của Sarah có hỏi But where's his bro?
Sau khi xem tiết mục mà người anh trai Borden làm phụ tá, tua nhanh đến buổi biểu diễn lớn nhất của anh em nhà Borden. Khi ấy, người được đưa từ dưới sân khấu lên là Albert, còn Frederick trở lại đóng vai người thiết kế rời khỏi nhà hát. Robert đi theo rồi bắt cóc Frederick để ép Albert phải giao nộp bí mật thực sự đằng sau màn ảo thuật người dịch chuyển, và gã này đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tiết lộ bí mật, đó chính là nhà phát minh Tesla. Sau khi cứu được Frederick, hai người đi ăn mừng với Sarah và Olivia. Tại cảnh nhà hàng này, Olivia đã gọi Albert Borden là Freddy. Nếu chúng ta đã biết bí danh thật của từng người rồi thì rất dễ để suy luận cái tên thân mật này ám chỉ không ai khác ngoài Frederick. Sarah ngay lúc ấy đã nhận ra rằng Olivia có tình ý với chồng của mình, nhưng đồng thời cô lại không hề biết rằng sự thật là cô đã hiểu nhầm. Trở lại về Robert Angier, manh mối từ nhân vật Borden đã dẫn nhân vật của Hugh Jackman đến nước Mỹ xa xôi để tìm kiếm nhà phát minh Tesla. Tuy nhiên thì một lần nữa, đây lại là kế hoạch của anh em nhà Borden nhằm tống khứ Robert và sự trả thù của anh ra khỏi cuộc đời của họ. Lúc Angier nhận ra sự thật này thì anh cũng đã dốc hết hầu bao để đầu tư cho Tesla phát minh máy dịch chuyển. Tuy nhiên thì nhà khoa học lại tạo ra một cỗ máy có khả năng sinh sản ra những bản sao giống hệt vật mẫu. Robert cải trang cho cỗ máy trông bí ẩn hơn, thuê người mù trông giữ những bể nước để không bị lộ bí mật rằng mỗi đêm diễn, anh phải đi giết một phiên bản khác của chính mình. Robert đăng ký với chủ nhà hát rằng sẽ biểu diễn 100 chương trình, mục đích chính là để thu hút sự quan tâm của Borden và thực hiện kế hoạch của mình là đẩy đối thủ vào tù. Kế hoạch đã đi theo đúng những gì mà Robert Angier dự tính, Borden đã đến buổi biểu diễn để tìm hiểu bí ẩn phía sau cỗ máy dịch chuyển. Tuy nhiên, đây lại chính là cái bẫy mà Robert giăng ra mỗi đêm. Anh ta chỉ chờ sự hiếu thắng và tính hiếu kỳ đẩy Borden xuống phía dưới sân khấu mà thôi. Và thế là Borden đã bị vu tội và phải vào tù. Christopher Nolan đã đưa chúng ta trở lại phiên tòa ở đầu bộ phim khi mà Frederick lãnh án tử. Lý do vì sao người bị treo cổ là Frederick chứ không phải là Albert thì đơn giản thôi. Các bạn hãy cùng chúng mình theo dõi đoạn phim này nhé. Freddy đã xin lỗi về chuyện đã diễn ra với Sarah, rằng anh không cố tình làm vợ của Albert tổn thương và khiến mọi thứ trở thành bi kịch như vậy. Thế nên, rõ ràng người đang cải trang phía ngoài song sắt là Albert Borden. Sau khi Frederick vào tù, Robert chọn một danh tính mới là Coldlow và anh đưa con gái của Borden đến thăm gã ta lần cuối. Tại đây, Robert đã xé bỏ những tờ giấy chứa tất cả sự thật phía sau người dịch chuyển mà Frederick đã trao cho anh trước khi bị tử hình. Vậy nên, nhân vật của Hugh Jackman đến đây vẫn không hề biết sự tồn tại của anh em nhà Borden cho đến khi bị viên đạn của Albert găm thẳng vào tim. Anh cũng nhận ra rằng John Carter đã đúng ngay từ đầu rằng bí mật phía sau người dịch chuyển của Borden luôn là người đóng thế. Sau khi bắn chết Robert, Albert tiết lộ tất cả những bí mật của mình, rằng anh em Borden đã lên kế hoạch cho tiết mục người dịch chuyển như thế nào và họ đã phải hy sinh những gì để có được nó. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Albert trở lại với cô con gái của mình và sống một cuộc sống mới. Màn ảo thuật của Nolan khép lại bằng một cảnh quay đầy bí ẩn và một phiên bản khác của Angier chết đuối trong bể nước và giọng nói ban đầu của John Carter lại vang lên. Nhưng liệu người đó có thật sự là bản sao của Robert Angier hay chính là ảo thuật gia này? Trước khi tiếp tục thì như các bạn cũng đã thấy, phê phim đang chuẩn bị cán mốc 1 triệu người đăng ký và chúng mình quyết định sẽ để các bạn, những người đã và đang đồng hành cùng kênh là người lựa chọn chủ đề cho các video tiếp theo vào mỗi thứ hai hàng tuần thông qua một bài đăng trên tab cộng đồng. Cũng đừng quên cho chúng mình biết video nào đã khiến các bạn ấn nút đăng ký thông qua hashtag phê phim challenge trên Facebook nhé. Nhớ là không phải chữ Y đâu, là số 1. Ví dụ, chú hề ma quái, những cảnh bị cắt, phân tích và giải thích là video đã khiến mình nhấn đăng ký phê phim nên trên Facebook mình đã share video này. Ok, quay trở lại với cả The Prestige nào. Để tìm được đáp án cho câu hỏi vừa rồi, chúng ta cần lật lại bộ phim một lần nữa và quay lại thời điểm khi Robert Angier đến khu nghiên cứu của Tesla để theo dõi thí nghiệm với con mèo đen. Con mèo đó được đặt vào cỗ máy nhưng nó không bị dịch chuyển. Robert Angier lúc đó vô cùng tức giận, anh nhận thấy rằng cả gia tài mình đã đầu tư cho Tesla đều đã đổ sông đổ biển. Tuy nhiên, khi chạy theo con mèo đó, ảo thuật gia của chúng ta đã phát hiện ra một bất ngờ lớn. Bên ngoài phòng thí nghiệm xuất hiện hàng trăm chiếc mũ giống như anh đang đội và một vài con mèo giống như con mèo lúc nãy. Hình ảnh con mèo ở đây cũng khiến mình nhớ đến câu tục ngữ Curiosity killed the cat, được dùng để cảnh báo về sự nguy hiểm đến chết người của sự tò mò, của việc điều tra hoặc thử nghiệm không cần thiết. Ok, quay lại câu chuyện của Robert Angier, tua nhanh đến cuối phim, khi đối diện với cái chết, anh đã tiết lộ với Borden rằng tao luôn phải rất can đảm mới dám đặt chân lên cỗ máy đó mỗi đêm. Rằng not knowing if I'd be the man in the box. Vậy nên, thật sự rất khó để có thể khẳng định rằng Angier từ đầu phim đã sống sót đến cuối cùng, đặc biệt là khi mà chúng ta vẫn còn chưa đi tìm hiểu cách mà cỗ máy này thật sự hoạt động.
Khi Angier bước vào cỗ máy, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, anh vẫn sẽ giữ nguyên vị trí, còn bản sao của anh sẽ được sinh ra ở một địa điểm cố định gần đó. Trường hợp thứ hai, Angier có thể bị dịch chuyển ra khỏi vị trí ban đầu, nhưng lại có một bản sao được sinh ra ở ngay trong cỗ máy. Điều đặc biệt là Robert Angier không thể khẳng định được mình sẽ kết thúc ở vị trí nào. Với anh, kịch bản hoàn hảo nhất khi sử dụng cỗ máy của Tesla là anh được xuất hiện phía trên khán đài, tận hưởng sự tán dương của khán giả, trong khi bản sao bị rơi xuống bể nước được đặt ở phía dưới sân khấu. Hàng chục tiết mục cứ diễn ra như vậy cho đến khi Borden chạy xuống phía dưới sân khấu để điều tra, rồi mắc bẫy. Tuy nhiên, như chúng ta đã đều thấy ở trên, đến ngay cả Angier cũng không thể chắc chắn rằng mình sẽ xuất hiện ở đâu khi leo vào cỗ máy của Tesla. Nhiều khả năng, anh đã chết ngay từ lần đầu thử nghiệm tiết mục này. Angier đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng, gạt cần rồi bước lên cỗ máy. Tuy nhiên, anh đã bị dịch chuyển ra khỏi vị trí ban đầu và cỗ máy đã tạo ra một bản sao thay thế anh ở ngay đó. Hắn đã nhanh tay lấy súng và kết liễu phiên bản Angier đầu tiên của chúng ta. Điều này cũng lý giải cho phản ứng vô cùng bất ngờ của nhân vật mà nhiều người vẫn nghĩ đó là bản sao. Nếu được phép, mình sẽ điền từ bản sao vào sau dấu ba chấm. Để hiểu rõ hơn về bản sao cũng như cái kết của nhân vật Robert Angier, chúng ta cần phải đào sâu hơn bằng cách nghiên cứu một phạm trù rất là triết học. Đó chính là personal identity, hay còn được biết đến với cái tên tiếng Việt là bản sắc cá nhân hay bản thể. Theo đó, một học thuyết của triết gia John Locke cho rằng bạn vẫn sẽ tồn tại nếu một ai đó trong tương lai, dù không sở hữu cơ thể, nhưng lại mang trong mình những ký ức, kinh nghiệm và ý thức của bạn. Có vẻ như Nolan đã dấy lên câu hỏi về triết lý này qua Robert Angier bằng cách áp dụng nó cho các tiết mục và cũng như cả cuộc sống của nhân vật này. Theo đó, bản sao được tạo ra từ cỗ máy của Tesla không chỉ có ngoại hình giống hệt Robert Angier mà cả nhận thức và ký ức của họ cũng hoàn toàn tương đồng. Hắn biết cách cỗ máy vận hành, hiểu Angier đã chuẩn bị mọi thứ như thế nào và anh sẽ cầm khẩu súng lên rồi thắt cò nếu đứng ở vị trí tương tự. Nói cách khác thì theo học thuyết trên của John Locke thì bản sao cũng chính là Robert Angier. Hai con người này hoàn toàn không có sự khác biệt. Bởi vậy nên Angier luôn chấp nhận rằng mình sẽ bị giết trong mỗi buổi biểu diễn nhưng lại không coi đây là cái chết, bởi vì anh ta coi như mình đã sống sót qua màn ảo thuật đó, bởi phiên bản còn lại luôn bảo tồn được tâm thức của Angier. Thực tế, Tesla đã ngầm khẳng định điều này khi cho Robert Angier xem thí nghiệm với chiếc mũ và nói rằng trong cuốn sách Luận về sự hiểu biết của con người, John Locke đã cho rằng không thể có hai thứ giống hệt nhau về bản chất và về ý thức xuất hiện ở cùng một thời gian, cùng một địa điểm và thậm chí là ở hai địa điểm khác nhau. Nếu áp dụng nhận định này vào trường hợp của Alfred Borden đã cố gắng sống chung một cuộc sống, chung một danh tính, nhưng cuối cùng họ đã thất bại. Họ chẳng thể nào thành công và phát minh được tiết mục người dịch chuyển nếu tách nhau ra và cả hai cùng xuất hiện trước công chúng với hai danh tính độc lập là Albert và Frederick Borden. Tuy nhiên, xung đột xảy đến khi họ sống theo bản ngã của riêng mình. Họ yêu hai người phụ nữ khác nhau thay vì một Sarah như trước. Từ đó, thế giới chung của anh em nhà Borden dần sụp đổ. Sarah tự tử, Olivia thì bỏ đi, người em Frederick bị treo cổ và chỉ còn duy nhất người anh Albert với quá khứ đổ vỡ và tương lai vô định. Cả Angier và Borden đều đã phải hy sinh rất nhiều thứ để đổi lấy những màn ảo thuật xuất sắc, những tiếng vỗ tay và reo hò của khán giả. Vợ của Angier tử nạn về một nút thắt lạ của Borden, rồi sau đó, vợ của Albert Borden cũng tự tử vì không thể sống với những lời dối trá của chồng mình. Và anh ta cũng mất luôn cậu em trai Frederick. Trong khi đó, Angier hy sinh cả tính mạng mình không biết bao nhiêu lần, nếu không phải vì viên đạn của Albert Borden thì cũng do tự đẩy bản thân xuống bể nước sau mỗi tiết mục ảo thuật. Cả Borden và Angier đều bị tham vọng và lòng đố kỵ nhấn chìm. Từ khởi đầu là những thanh niên đầy nhiệt huyết với ảo thuật, họ lại kết thúc với tư cách hai người đàn ông đầy mất mát và tội lỗi. Họ quá mải mê với cuộc tranh tài để chứng minh giá trị của bản thân mình mà quên đi những điều ý nghĩa trong cuộc sống và những người quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Suy cho cùng, Angier và anh em nhà Borden đều đã thất bại và để lại cuộc đời tan vỡ sau ánh hào quang của sân khấu. Tuy nhiên thì một phần nào đó, họ đã đạt được ước vọng của mình. Anh em nhà Borden là những nhà ảo thuật gia đại tài, họ hiểu rõ bản chất vốn có của nó. Giống như Tesla, họ khao khát phát minh ra những tiết mục mới và sẵn sàng hy sinh vì nó. Trong khi đó, Angier như hiện thân của Thomas Edison, anh ta giỏi trong việc biểu diễn và quảng cáo những màn trình diễn của mình và khao khát được chiêm ngưỡng những ánh mắt chứa đầy tò mò cùng vẻ mặt bất ngờ của khán giả. Đó là lý do vì sao Angier luôn xuất hiện ở những hội trường lớn, chật kín khán giả, trong khi Borden luôn biểu diễn ở những không gian nhỏ hơn hoặc ở đường phố với rất ít khán giả. Phần nào, Angier đã có được chiến thắng vì đã đạt được mục đích cuối cùng trong công việc, đó là được khán giả công nhận, được nhiều người biết đến và được chứng kiến vẻ mặt thán phục của khán giả. Điều mà anh cho là thứ quý giá nhất trong ảo thuật.
Borden cũng vậy, anh thành công trong việc tạo nên những trò hay mới và chúng giúp anh thỏa mãn niềm đam mê của mình. Đến đây, bạn đã hiểu ý đồ của đạo diễn Nolan rồi phải không? Nhưng mình nhận ra thêm một điều nữa, The Prestige của đạo diễn Nolan cũng là một màn ảo thuật và nó được thực hiện dưới chất liệu của điện ảnh. Nếu như mọi tiết mục ảo thuật đều có 3 phần, phần đảm bảo, bước ngoặt và cao trào, thì tác phẩm của Christopher Nolan cũng được chia làm 3 hồi như vậy và mình cá là các bạn cũng đã phải rất trầm trồ khi bộ phim này đi đến phần cao trào. Ấy là khoảnh khắc Borden bất ngờ xuất hiện rồi găm một viên đạn vào trái tim của Robert Angier. Điện ảnh lúc này cũng như những màn ảo thuật, còn chúng ta, những khán giả đều biết đến những gì diễn ra trước mắt mình đều không phải là thật. Nhưng điện ảnh giúp chúng ta thoát khỏi những thứ tầm thường trong cuộc sống thường nhật, giúp xoa dịu những khổ đau hiện tại và cho chúng ta những trải nghiệm mà đời thường khó có được. Bộ phim như một lời tuyên ngôn của đạo diễn Christopher Nolan, ông cũng như Borden và Angier luôn khao khát tạo ra những tác phẩm điện ảnh phi thường để có thể đổi lấy gương mặt với sự bất ngờ, thỏa mãn và xúc động của khán giả. Vừa rồi là phần giải thích tác phẩm ảo thuật gia đấu trí của Christopher Nolan. Các bạn thấy phần giải thích cũng như phần giả thuyết của chúng mình như thế nào? Liệu chúng mình có bỏ lỡ góc nhìn hay là chi tiết thú vị nào về phim không? Và ở video phi não lần sau, phê phim nên đào sâu vào sự hách não của tác phẩm nào? Hãy comment ở phía bên dưới và cho chúng mình biết nhé. Và điều cuối cùng mình muốn nói, các bạn đã nhìn kỹ chưa? He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.